Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Lại là mình đây ha, chúc tất cả các bạn có một ngày vui thì chúng ta cùng chiến cái tập tiếp theo nha các bạn. Đang chào đông đá luôn rồi. Đang chào hóa hình luôn rồi các bạn ơi. Thái đang dùng con chim bảo bọc cho cái con Shadowman để cho nó hồi máu các bạn ơi. Thì cái con Shadow, ấy da, đứng im bạn. Đứng im luôn nè. Hồi hết di chuyển luôn rồi. Đang bị hồi máu rồi. Thì cái em Shadowman này nè các bạn, là tập trước mình có bắt á. Còn cái em màu tím tím bên này á, thì ấy á, thì xa xa đó các bạn. Cái con màu tím tím bên này á, là Thái vừa mới bắt ha. Để cho nó có được có gặp các bạn ạ, à, để cho nó sinh sản ra. À da bị rớt xuống đây luôn rồi. Nó hồi đầy máu chưa? Cái con cú này á, cái stamina nó mau hết lắm. Nên là nó hồi không bao nhiêu hết rồi. Hồi cho một con bên kia thôi à. Hai con nè, con nào đóng băng thì hồi hết đấy. Đấy là hồi cho bên con bên này thôi chứ con bên kia nó cũng đâu có bị máu me tài lên đâu. Ờ máu cái con bên này nó hết chạy máu tài lên nè. Thì ở đây ấy, các bạn hai con rồng của mình đã lớn rồi nè. Nhưng mà mình chưa làm cho nó được cái yên đây các bạn ơi. Tại vì nó đang còn thiếu một số nguyên vật liệu như là red game đồ á. Thì mấy cái đó thì phải đi hang mới có các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ mình đang muốn là qua bên những cái cánh cổng còn lại á, của ba cái cánh cổng thần kỳ á, để mà khám phá nốt hai cái cổng bên bển coi là nó có cái sinh vật gì mới ha. Thì cái cổng ở giữa, cái cổng màu vàng á, thì chúng mình đã khám phá, mình thấy như hết rồi đó các bạn. Vô hang bắt con Rockdake nè, bắt được con Shadowman nè, với lại thú mỏ dịch nè, với cái con gì nữa ta, à cái con Gacha nữa các bạn, cũng được 4-5 con thú mới á. Một nè, hai nè, với lại hai con kia là được 4 con thú mới các bạn ha. Thôi đi, bây giờ mình sẽ cửa dơi là các bạn ơi, để đi qua bệnh để khám phá tiếp mấy cái cảnh cổng còn lại nha các bạn. Đi ha. Cho nó đi, cho nó tự hồi máu đi. Để mang cái vô đi chứ để cho nó ăn, để nó đói. Trời ơi, thịt trong tổng trong người nó mấy ngàn miếng mà sao đói. Đây, có một con dơi nè. Thôi mình à, chắc phải đi dơi các bạn ơi, mấy con thú bay á là nó bị vô hiệu hóa ở bên mấy cái map đó. Nên là anh em mình sẽ dùng cái con dơi đi các bạn á. Thịt ở trong người nó tới mấy ngàn miếng lận á. Coi tách ra cho nó đi. Ôi ôi, 6.000 miếng thịt luôn sao mình đói được. Nè, để mình bỏ qua bên con này cho. Rồi các bạn ơi, mình bỏ hai con đều đó, mấy ngàn miếng rồi đó. Còn con Dake này sao? Cái gì? Không mang vô chết đó rồi đây à? Nó không chết nổi đâu, nó xịn vãi tèo luôn. Thịt con mà. Nó có đầy thịt con mà. Chết đâu, ui thịt nó còn 50 miếng mình đi chắc tới 10 quýt chưa chết nữa. Ăn là phải lo đi kiếm chứ phải dẫn vô nữa. Ê, con này nó đang follow cái con đó, thấy ơi cho nó đứng im giùm cái. Rồi được rồi. Rồi đi các bạn ơi, chúng mình sẽ tiến hành đi qua bển ha. Con thịt cũng thái, kiếm thịt với kiếm nước đi qua bển không có thịt á. Rồi quên rồi đúng không? Đấy là thịt có nhưng không có nước thôi. Nước ở bển thì chắc cũng có. Trong kia nước cũng có. Hả? Ai biết? Cái map đó đã đi bao giờ đâu. Sao đấy? Qua kia kìa đi đường vòng ấy. Sao? Ghê thế nè, lên bạn ơi. Trời ơi, thú giết nhà mình bây giờ xây cho nó cái chuồng mà giờ nó đông quá rồi các bạn ơi. Không biết giờ mốt phải để cái gì vậy đó nữa, trời ơi, quá trời thú luôn rồi. Cái công viên khủng long luôn rồi. Trong cái map này thì mình thấy hình như nó không còn gì nữa rồi các bạn ơi. Bây giờ là phải ở bên góc phải kìa, ở bên góc phải phía trên á. Với lại có cái hòn đảo gì ra, cái hòn đảo chết chóc ở bên này nữa nè các bạn. Cái hòn đảo hôm bữa có một cái hang động á, nhưng mà vẫn chưa có đồ để đi đây. Có hòn đảo chết chóc bên kia. Rồi cái hòn đảo đó khí độc không à, nhìn nó như cái đầm lầy á. Vậy là nó có chết không? Thì đừng có mang theo gì là chết á, đừng có mang theo đồ đạc gì hết là chết à. Đây nè ha. Ở bên góc phải phía trên đây còn một cái dấu chấm hỏi hình như chưa khám phá kìa. Với lại còn mấy cái hang động các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ khám phá nốt hai cái cánh cửa còn lại ha. Vô. Đâu rồi? Rồi vô tới à. Ui mới đầu vô nó tối quá. Nè hôm bữa là đi cái cánh cổng ở giữa nè. Cái cánh cổng màu vàng nè. Giờ Thái muốn đi cánh cổng màu xanh hay là màu xanh vải tẹo. Giờ thích đi cái cánh cổng màu xanh hay màu xanh.
nghĩ các đi bên này đi, tới bên này sợ lạnh á, bên này là tuyết nè. Ha. Mình phải... Ê, bên kia có màu đỏ, phải red game không? Không, nó không cho đâu, cái đó là cái cánh cổng để mình lại đây mình spawn thôi chứ nó không cho vô đó đâu. Là nó đẹp đẹp vậy thôi hả chứ không phải hả? Đúng rồi, chạy vô sao được, tàn hình á. À, giờ chạy hết cỡ vô nè, tông cái đầu vô. Để phá phá để... À, mà nhớ nếu mà mình khám phá xong cái map bên này thì bên kia phải chế bộ đồ lông rồi đó. Đi ăn qua nha, Ok. mở thôi coi còn đồ gì không, coi 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 coi, coi. Thiếu là chạy về nha. Chơi này nó không tự nhiên. Gì hả? Chơi này nó bay tự nhiên. Ờ mà sao trong cái map này nó không bị vô hiệu hóa ta, chơi này nè bay mọi map luôn đó. Chắc nó hoặc quá rồi đó. Là trong cái map này phải cưỡi dơi mới đi được hay sao á, còn mấy con thú cưỡi kia thì không thấy nó bay được rồi. Vô cái hang động mình đang đứng cũng vậy nha, hang động mình đang đứng cũng không đi với cái con thú được luôn, chỉ đi được con dơi thôi à. Chắc kiểu nó mặc định là Ui con dơi là ngang kiểu những hai là kéo hót đó, cái chỗ bị kéo hót là cũng dơi được ui này, giống kiểu cái cây này quá trời đẹp rồi. cây này mình lấy Giờ về mình trồng được lắm, cây này ra chắc farm luôn hả? mình lấy về trồng được lắm. Ơi bên kia có một con, à không, con rắn, con rắn thường mà, con Titanoboa. Cái ra đâu ta đi ta. Ờ nó cũng rắn thường. Ôi đẹp chưa nè, cái này đúng kiểu thông suối hữu tình luôn á. Giờ đâu đi đâu đây, bây giờ cái map này nó không có mở ra cho mình các bạn à, tại vì nó là ở gì ta, Mắc lại một cái map một cái map phụ thôi à, chứ nó không có nhìn cho bản đồ chính được ha. Ui cái này sao giống cái chỗ đầm lầy hồi xưa anh em mình ừ, ở ta. đúng rồi, nó tựa 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 nhưng mà cái kia tối hơn, cái này có ánh mặt trời rồi. Có khi nào mốt này có con nhện không có đánh mình chết đâu. Tại thì không biết nha. Coi bạn ơi có mấy Đang thú ở bay dưới á, coi có thú mới không á. À mấy con cóc à. Mấy con cóc à. Đi xuống đi đi xuống đi có à, trời trời đi chung chứ mình không thấy á. Quay đây đâu có cả nước đâu nè. Mà bây giờ phải đi đâu đây nè. À thôi đi mà qua đi đây mất. đâu sao đi thấy đi À, vòng 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 không biết bây giờ không biết đi đâu hết. Tại cái map này nó không có định vị được, khó đi quá. cứ đi thẳng thôi tới đâu tới mình Wow. bay mà chứ mình Bên này có mấy con thú hiền hiền không à, chưa thấy thú dữ nha. bên này có con gì gai đỏ 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 nè. À Ôi bên này đấy có cái một cái hang vô đây sao này, thấy rồi, đi 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 qua đây nè, dưới nè, dưới nè. từ đang kiếm là đây này. Ủa mấy cái nấm này nãy bạn kêu là có lấy về trồng được không à? Không cái cây hoa vàng Không à. vàng vàng ở đây này. Ở đây có một cái hang hay gì đây nè. Ơi có rồng nha bạn ơi. Ôi rồng độc, rồng độc, rồng độc, rồng độc, rồng Ủa độc. ủa vậy là cái con này poison à, poison là độc đúng không? Ủa nhưng mà ủa con rồng này là sao nữa đây, sao nhiều Vô rồng đây như vậy? lấy trứng rồng độc hả? Ơi vậy vậy thôi, vô 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 thử bạn ơi, giờ đứa nào dụ đi đứa nào lấy nè, để mình dụ cho ha. Bây giờ mình cũng phải xây bẫy để lấy trứng. À lên mình có bẫy bên kia để lấy sữa đúng không? Trời ơi nhiều dữ vậy. Không rồng ở đâu cần lấy sữa nuôi đâu. Mình bây giờ sao, bây giờ kế hoạch là giờ bạn cho bạn dụ mình lấy trứng hả, hay là mình dụ bạn lấy trứng? Cũng được để mình dựng chân lại cái Nhưng mà đi đi thử sâu 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 vào luôn bạn ơi. Ơi bạn chạy một vòng lui tút ở cuối hang luôn đi, bay bay vô cuối hang luôn đi, mà nhớ được cái giết đó nha. bây giờ bạn bạn dùng ấy cho bạn khám phá luôn là mình đi lấy trứng Ok đi 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 cho mọi người coi luôn đi đi đi. Ôi để bên mình lấy này có cái trứng này phải nè, thấy có một cái trứng, có một cái trứng bạn ơi, có một cái trứng cấp 25 dùng mà. cái dùng dùng Ok ấy ok đây lấy đây. hết lấy hết lấy hết lấy Đây đây hết đây đây. luôn. Rồi nó đang dí mình rồi. Ui lách. Rồi từ từ nha, nó đang dí mình rồi đó. Ok. Ui ôi rồng quá trời luôn Ôi con dơi cao quá. rồi. Bạn ráng bạn đáp được dưới hang mà. Nó cho đáp ở dưới hang á. Ờ nó đang dí mình rồi. Ui ôi. Dơi cao Bên quá. này có một cái hang động rồng luôn các bạn ạ. Nó là một cái hang động mới luôn nè, và cái rồng 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 poi vậy. Là một Poison. ai da ui đau ơi, mấy rồng này đau Ôi nha trời bồ. ơi. Ui ui nó dí mình kìa, trời ơi quá trời luôn. Coi chừng các bạn ơi. Thôi từ từ Đang rồi, kiếm kiếm để mình phần đang lách để xem. bạn ơi, mình đang vòng ngược lại rồi đó nha, không chưa vậy.
để được mới coi trái à. Ui bạn ơi, nó cho dí mình quay, để quay lại cái đó. Ơi Thái, chị gà gặp Thái luôn rồi. Rồi Thái ơi, rồi nó bu vô Thái. Chạy ra đi, chạy ra được không? Chạy cái gì trời ơi, ngoài đó có xong đã. Ủa nó nhiều lắm bạn ơi. Ôi ơi bạn ơi, đang lấy xong chạy cho mình cái này. Không, mình không biết bạn ở đây, cái mình đi ra cái đó tấp thôi luôn rồi. Có chơi không? Đi 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 đi. Nó ở đâu luôn rồi, nó như thế nào? Trời Thái đi luôn rồi. Phải tèo. Mà mình đang tính bay nó dí lên thêm một vòng, cái bạn lấy bên này cái lại thấy là nó tấp vô luôn á. Đó. Đó rồi còn hai đầu bạn ơi, mình giết cũng sạch luôn rồi, mình cắn cái nó chết queo luôn rồi. Còn đi tới đâu luôn rồi, đây là cái tâm rồi, đây là cái đường. Đây là thiên đường hả? Nó không kéo hết hả? Ôi! Dạ. Sao mới xuống rồi thấy con dơi rồi. Thầy cứu mày. Đây để mình không thấy luôn, nó tối hù luôn nè. Đây nè, con dơi bên đó đó. Ui da. Được chưa? Ây da, nó tối hù luôn rồi, không thấy gì hết. Gamma tí các bạn ơi, mình lên gamma tí xíu nha. Ôi trời ơi. Ủa được mấy cái trứng rồi? Hai trái. Sao nãy bạn không bay theo cái hướng của mình nè, mình lúc đường kia là cái đường bay ra. Bay theo hướng của bạn đi. Phải coi cái trứng. Ơi ơi. Mình đây có trứng nè, từ đây coi trứng. Trứng cấp 95 lận. Ở trong này nữa nè Thái ơi. Ok mà thôi. Đây rồi, mình đang dụ cơ. Ủa. Ơi, mình không phát động đi theo nữa rồi nha. Chết rồi, tự nhiên vô hàng ta giết cũng sạch luôn. 60 hả? Ủa lấy mấy cấp cao cao Thái ơi, để mấy cái kia để nó nở lại đi chứ nó. Rồng chí mình rồi. Ôi giờ trong này có mỗi cái trứng cấp 90 mấy là cao nhất rồi hả? Rồi bạn lấy rồng cũng đang chí mình rồi. Rồi mình tăng máu cho nó cái. Rồng đang chí mình rồi. Có một cái trứng này cấp 90 là to nhất rồi. Đây nè, có trứng thịt mình đó. Đúng rồi. Đây. Cái này là lấy cấp cao nhất rồi đó. Rồi đi ra luôn đi Thái. Nó có một cái trứng cấp 95 mình thấy là cao nhất rồi, mấy cái trứng kia mình thấy nó yếu, nó nhỏ lắm. Đây mình đang kiểm tra, đang lắp. Mình không tàn xe, không sắp tin nè. Sắp tin của đâu rồi? Có cái hang độc. Ở bạn đang trên con chim đúng không? Dơi đúng không? Đúng rồi. Để mình bay ra. Ủa nó không kéo hết hả? Không, cái này đâu phải hang ấy đâu. Ở sao? Là hang bình thường. Đi, thấy mình bay lên trên trời đi khám phá tiếp rồi. Trời ơi, lấy được cái hang, quên lấy được cái trứng của con rồng Poi các bạn, rồng độc. Con Women Poi F. Đâu rồi? Cái tay qua. Đây nè. Quá trời ơi, vào tàn sát hết hang của người ta luôn. Lấy trứng luôn các bạn. Vừa giết mà vừa lấy trứng luôn mới ghê chứ. Cho nó tận diệt luôn mà. Ác mà khổ luôn. Tự nhiên nãy mình đang quay ra kia cái thấy. thấy là đứng đó rồi mà mình vừa đảo lại luôn á là nó tấp vô đó luôn rồi. Nó vô đóng luôn. Nó bị phát hiện rồi. Mấy viên đá màu xanh xanh này dính độc này đập nó có ra gì không ta? Ra đá hả? Ra gì không? Đó, thì bạn test thử đi, xuống đi coi test thử coi. Cái này giờ chắc mấy viên đá này nó cũng bị nhiễm phóng xạ hay sao á. Nó ra đá bình thường rồi đó. Giờ đi đâu đây bạn? Hay đi vòng coi. Trong này không lẽ là không có thú mới ta? Hay là bên băng nó sẽ có kiểu như rồng băng ta? Mình nghĩ chắc vậy đó. Tại vì hai map là đều có rồng rồi đó. Cái map ba map, map chính là vẫn có rồng thường. Bên kia là có rồng đa ke, rồng độc với lại rồng băng á. Có cái nào map kia nó có thêm con rồng đất hay là rồng lắc có gì? À đúng rồi, mình phát hiện ra có một con Titan ở bên cái map lúc đầu đi á. Ơi, này có gacha luôn hả? Này cũng có gacha nữa nè. 150. Ôi, con hồ la cha gacha luôn. Ôi. Ủa nó bị cái con gì cắn mà sao nó xịt máu rồi vậy? Cái hồn tụi nó đang gồng xe da chứ. Ồ, chắc nó bị. Ủa, sao mấy con này lại đánh nhau rồi bạn? Không phải vậy? Tụi nó đánh nhau nè. Ủa nhưng mà sao vậy ta? Không biết. Ủa này không lẽ hai dòng khác nhau à?
canh đặt cũng bị trưởng lão à? Ủa hay hay là nó đầu nó quýnh cái con gì Lẽ kìa, nó quýnh cái con Ravager kìa bố ơi. sao sao là con gì, Đó, đó đúng rồi trước mặt đó. con sao sao con gì là vậy, Ai biết. rồi con này cắn cắn chảy máu à, Chắc thịt vậy à. tự nhiên nó đâu quýnh lộn nhau được, nó cùng đồng loại mà. À, đây, 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 bên này có con này, Đâu? bên này có con đang bị dí nè, đây này, Ơi đây nè, ra một người nè, con coi thử nó coi con ra bao giờ đâu. đây nè, ra ra một người nè, đây nè, giống con chó vậy nè. Ơi, tem thử đi. Tem Không thử được, không? cái đang đánh con kia rồi, Thì kiếm giết. con khác thôi. Thì mình giết hai con kia để mình tem con này. Hai con đó yếu máu lắm, Yeah. con nó gần chết rồi. Ủa ra bao giờ này 150 luôn bạn ơi. Rồi đó. Ê, 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 được Ơi, được ở được, dưới đây đây con chó màu trắng này nè. Ơi, con bulldog nè. giết đi bạn ơi, giết được, con này mới có 1000 mấy máu, còn tan được. À da, con chừng giết lộn con kia nhé. Rồi được rồi, Rồi giờ bây giờ bắt nó làm sao đây? À da, nó cắn chảy máu. Ui, tăng con này lên, nó tăng chiến lên. quá. Chắc phải Ủa tăng lên C7 lúc rồi bạn nào vậy? ơi. Cái gì? Tăng lên lúc nào vậy? Đâu đâu, đu trên tường bắn được nè. Ở đâu rồi nó nè. Đó, bắn được mà. Đó mà dí theo nè, làm sao mà dí được tao? Sao dí được tao? Ngủ rồi bạn ơi. Ôi hai tên ngủ luôn rồi hả? Quá teo vậy. Con dơi này nó khó đáp quá. Đây có thịt rồi. Mình muốn tem nó lẻ là phải bỏ một cái bình máu vào, cái bình máu trong con dơi đó là nó teo được 30%. Con này ăn cái laptop là một cái nè, thịt đùi 4 cái nè, Ủa đồ sao ăn sao nó không con mang bình này, máu nữa? Ủa bữa cho nó ăn sao quên rồi. con này nhiều quá nhỉ. Cho em quá vậy, trời quá trời đồ luôn. Gì? Đâu ra nhiều chứ? Ô đuôi đuôi độc quá trời luôn nè, này còn quá trời đồ Mình cũng có đôi quý đập nè. Ravager hả? Ravago set đồ nè, cấp 47. Cũng được. Đó có con mới luôn. Ê, ê, thịt thịt Ôi lão cái này băng con nó đâu chó có, hả? Cái này con chó gì á? chó này cắn cắn xì máu ấy, Nhưng mà rồi đấy con chó mới đúng không? cho mới 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 Chứ mới bên map kia làm gì có. đi thôi bạn, đi tiếp thôi, nhớ nhớ chỗ này chưa, Ở dưới có một con bulldog á. đấy hình như là mình có một tấp rồi, rồi rồi đây nè bạn. Rồi rồi ok Vậy? bạn, bạn mốt bạn sợ bị lạc á, mà bấm M lên xong bấm cái hình cái minh lít á, mà bấm vô cái hình con vang lên là nó điểm cái vị trí đó cho bạn, À mình tích cái điểm đúng không? xong rồi tích cái điểm vô với con Rồi hiểu ra hiểu vang lên hiểu. là không bị lạc, Hồi nãy cứ Giang đi đi ra đường nào vậy ta? không biết nữa, Ôi, chỉ cho mình bên này có cái con gì nè. Cái con gì con mà gì, có đom đóm bay bay tùm lum nè. con này là con đom đóm Đâu cái con to to dữ kìa. này đúng không, đom đóm Đúng đó mà to chứ. được bấm chúa Làm chúa hả? à, Dí nó được dùm ta. không biết hả, Thôi đi. tem nó bằng hoa quả đi, Tem được luôn hả? không biết thấy nó hiện lên rồi thôi chứ không biết có tem được hay không. Con robot cấp 1 hả? Đi, nó chưa. Ồ, mình đang đi đâu rồi? À, đi đây nó đưa được nè. Đi đại đi, map mình mới lắm, mình đâu có biết đâu chỗ đâu anh. Đi đại đi, kiếm con Ơi bên này nào có một cái con gì nữa nè bạn ơi, con mới nữa nè, con Aberrandire nè, con gấu à. gấu 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 Một con này con mới đúng không? đúng rồi. Cái tên này là tên mới mà. À, vùng vùng này nó vậy các bạn ơi, Ôi con này đẹp. Con này đẹp hết. Thôi nhưng à, mà thôi đi. bạn cũng bắt không, mình đưa xe ngủ cho cung mình thôi rồi. Không không. Ấy Ây đâu da. đâu Lại đứng coi có tí nữa đánh luôn nè. Từ bây mới giờ đi kia nó không? đẹp không, Ui dưới đây có một bầy đô à. À bầy đô. Đi qua bên này nè, đi khám phá tiếp bên này coi. tao cũng ở cái nhạc kia có đâu đâu quá vậy, đâu hồi xưa mà cần xem như là Này trái banh để mình ném vô tổ thấy nó hiếm quá mà. Ơi có một cái gì vàng vàng đây à, cái bụi cỏ à. Ơi nó rồi nè phải không? đâu Không, không con heo à. chạy không, con heo một máu ở đâu vậy, Ở bên kia có con gì nữa kìa. Từ từ để móc ống nhòm, cái ống nhòm này nó bị hư rồi. Có cái bạn nào trên kia bạn kêu mình à, đi Metrodon. Có thằng lần bắp. Đi vào đây, đi hướng bên này là được này. dùng stamina như vậy Không, con này nhiều lắm rồi.
Con này tăng cho nó quá trời luôn. Có cái nào bên kia nó có rồng đất hay là sa mạc được không? Rồng Rồng đất đất gì? hay là rồng đất hay rồng xương gì đó. Chỗ nào? Bên cái map map Shadowmane à? Không, nó có rock đa kê đó à. Rock đa kê đó là rồng đó. Ở bên cái map đặc trưng rồi đó. Mình nghĩ vậy. Rồi đi qua tối bên này khám phá thử cái nó là cái gì bên này mà nó cho mình cái dấu chấm hỏi bí ẩn nè. Map mới nó load map dữ quá. Ta tem được 10 10 10,3% rồi kìa. Đâu rồi? Ôi con này có con bờ te. Ôi Đây. nước đây ngon quá nha. Đúng rồi bạn, đúng rồi. Có một cái lồng cây nè. Vãi trong cái gốc cây luôn nè. Ghê Rồi, đây có cái hang gì nè. bờ te. Vô. Vô thử. Thử luôn. Đây nè, đúng không? Cái nấm này có phải game không? Không phải đâu ha. Ui. Đẹp quá bạn. Tôi thiên đường. Thú múa thung tăng đi. Ơi, mua đót nè, bạn hỏi mua đót là con nào, con này nè. Bạn đem mà lấy thịt tem đó, lấy cho trái cây tem nó tẹt lẹ lắm, nó sáng sáng nó và cái vai đẹp lắm. Ê có con gì nè, gì giống con phụng hoàng á, Đâu? Firelight gì nè nè, À, đây đây đây, đây nhỏ mà, con này phát sáng luôn sao, đúng không biết không? nó Con ăn này nấm, con này nó ăn cái gì á, nó ăn nấm. tôi xuống lấy này gặp nó ra nấm không, Nó nấm ra này mấy hả? trái không mà không có nấm, cái nấm à lấy cái kia chặt thử à, lầm tay ra mà bạn ơi, lầm tay cái nấm ra. Bàn tay nắm ra hả? Bạn bạn lầm bằng tay á, lầm cái nấm là ra. Để mình xem thử coi. Ok. Ôi bu đó quá Nó đâu trời. rồi? Con phi đờ lai đâu rồi? Nấm này Ở con. đây nè. Ôi tem được 31%, lâu lắm. Con này đẹp nè. Ôi. Ôi. Ủa tem được chưa Ngon. mà sao mà la ông sầm rồi. Đây, coi này, được cho bạn con lần duy nhất ở đâu rồi? Đây nè, mình đang bắt cái con màu xanh này. Con này cũng phát sáng luôn nè. Mấy con này là phát sáng. Ôi, có con ngựa nữa. Ơi, cái này có con ngựa nữa hay. Con Cinnabon. Ủa mới thấy video like gấp 140 mà đây. Ui, có mấy con hươu. Ơi, Rồi. có hai con hươu nữa. Ủa sao mình giống con Video nít cho ta? Mình giống mấy mấy đứa trẻ thơ quá vậy? ăn đi, ăn đi, ăn tiếp đi, đừng 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 đi nữa. Ơi đừng đi. Rồi Đừng khó đừng. bắt lắm, này phải chờ lâu, nó đáp xuống rồi là thấy mù ít luôn. Bên này có Bên này mình bắt, hai cái con này nè thấy. mình bắt được con một con feeder line nè, bạn muốn đeo thử không? Không, mình đang chờ con này à. Ôi Mình da đang đáp bắt xuống. thêm con mới nữa. Đây tay được Ấy 31% rồi nè. có con ngựa tí hon đẹp vậy, Hồi nãy mình mới nói đó, cái con hung hay sao á. feeder line ơi, feeder line Quá trời lạc vào thiên đường rồi các bạn ơi. đẹp quá nhờ. Ở trong đây bắt luôn được không? Bắt nào được thôi đúng không? Đúng rồi. Ê, đừng bay ra ngoài giữa. Rồi nó bay Đi đâu mặt rồi? À đây. Nhưng nó bay tới à nó thêm. đó. Ơi à, nó Ơi thêm một lần nữa. Ráng đừng. bắt con này luôn Đi ha các bạn, cho nó kiểu đi sáng sáng cũng được, cũng đẹp. đi. Đi đi. Tao không cần mày nữa. Xấu, con kia đẹp hơn. Con này cấp cao hơn. Được chưa? Quá Đi đây tao không cần mày nữa. trời đấy các bạn ơi, thiên đường đốm đốm. Chắc là các bạn vào đây cũng như tụi mình à. Nó quá là đẹp đi, nó quá là dễ thương đi. Khó mà cưỡng lại được. Nhìn nó giống cái phụng hoàng ha, Ừ, nhưng mà nó lớn lớn ngon. Nó nào nó tiến hóa được không bạn? không biết nữa có nào tiến hóa thành con phụng hoàng không, mình cưỡi nó mình đi kiếm hết cả mắt này Nè cái mua đó nhìn đẹp nè, nhưng mà tại vì mình thấy nhiều quá nó hết dễ thương rồi. đó, giờ mình thấy con phụng hoàng này nó mới đẹp, mình không thấy Con con xanh nào xanh đẹp này nè, đây nè, 96%, đây nè con bên mình nè. Con này à. mấy màu lạ Con này 98% rồi. nè. Con này 95 rồi. Ủa nó tuột xuống bay. Đó là tự nhiên vô cái hang này chi vậy? Ê, đừng có bay trên cao nữa, xuống đi, tao đút cho ăn nè. Ôi con này nó phát sáng luôn hả? Con thái cũng phát sáng đúng không? Mấy cái cánh đó cũng khó mà. Đúng rồi, có Đang tung tăng ạ. À. Ủa bên này còn đường đi ra không ta? Có đường đi vô nhỉ? Còn mà đúng không? không? Đi đâu không? Tại con này đúng rồi, đúng rồi. Đói lẹ lên. Lên còn có phần nữa thôi mà, đừng có lượn trên trời đúng không? Why tin you need e hungry? Đấy ơi.
Trời. Chim đáng yêu. Đặt tên cho nó là chim đáng yêu các bạn ơi. Rồi Còn ok cho nó sáng sáng tới trước ha. Được rồi đó. Đi. nó bay trên trời không mà nó không có xương. Ê, nó ỉa nữa. Ôi bên này có một cái. Ơi có cái này để tăng cấp cho nó nè. Từ nha, để mình cho nó tăng cấp. À. Đi ha, đi vô sâu sâu tí thấy con khác nữa vậy. Đây đây. Đâu rồi? Stop, stop, stop. Đâu rồi? Con gì đây? Ui, bạn ơi, có con mới rồi nè. Cái gì? Có thằng lằn á. Mà nó có cái đuôi phát sáng này ngay chỗ mình nè. Con mới nữa. Con Gloteo. Gloteo. Để mình gửi bay chưa. Nó Ủa ăn một cái khác nữa. con này xài kêu sao ta, Con nào? con này xài con chim Fairy Light Không biết. Cái con đó giống như để nó lấy đồ cho mình thôi nè. Đây nè, đây, đây có một con mới nè. nè. Đó. Rồi Cái con này giống con thằng lằn cắt kén quá. con này mình có đồ ăn, mình có đồ ăn. Không, mình không bắt đâu. À, đây là tới tối luôn á. Đâu đâu Quá con đó trời. đâu, bắt cho bạn trải nghiệm nè. Đó, đó, ở gần đó đó, lâu lắm. Đây nè, không, mấy con cấp nhỏ đi nhanh lắm, mình đúc cái gần tem xong rồi nè, chín mấy phần trăm rồi nè. Nhưng mà đưa nó lên. Ôi trong hang này chỉ có mấy cái này thôi à, không có gì mới nữa. Ôi, đi Nó chỉ lại. giết thời gian của chúng mình đi thôi. Đi Cái lỗ lại. này có ra ngoài được không ta? Bay cái lỗ này ra ngoài được không ta? À không, cái lỗ này nó được bịt kín rồi các bạn, thế chỉ cho ánh nắng chiếu vào thôi ha. Nắng chiếu lung linh cùng hoa vàng. Thôi chắc phải đi ra rồi. Cái hang này là một cái gì ta? Một cái thiên đường của những thứ đáng yêu. Pute for Ví dụ như tem là về là sao? thì bạn chọn một trong hai đi. Để em thử bắt cái này lên vai ra. Ôi con này cười bắp. Quá Ta được trời. Bắt đâu ra thầm có xe ta. Đi ra ngoài thôi. Ra ngoài thôi. Ui ở đâu ra tự nhiên trong gốc cây này các bạn. Ờ có những cái sinh vật mà nó dễ thương vậy. Bạn thấy mình được đúng không? Thế bạn đi theo được nha. chưa chưa mình chưa thấy Ủa. Ui. mình chưa thấy bạn Cái con mình vừa bắt á, ra đây nó có cái hiệu ứng nạp đèn hay sao nè. Nó nạp nhiên liệu hay sao. Không biết phải không nữa. bây giờ nãy giờ Ghê. tuần hoàn bấm vai hay có 200 một kia chưa. Trời nhé. Ôi, ui, bên này có một con bờ te nhìn xịn. Ơ, cái con tape con để bắt bắt được giờ đúng không? Con này bắt được mà, Ơ, cái nhưng mà này không bay được đâu bạn ơi. Thế giới này hình như không bay được đâu. Mấy con này thôi cho nó sống. Ui, cái con bạch tạng nè. Bên này con sao này nó lai đúng. xuất hiện không vậy, Con heo. có một con heo là dữ nhất trong đám này đó. Gacha nè. Gacha. Ơi, nó đi quay lại cái chỗ cũ quá vậy. À, không, cái này mới bạn ơi. Cái này ra cha là nhiều Bên này mới nhỉ. ở trên đây có mấy cái cây bự lắm nè, nhưng mà hình như là nó giới hạn hay sao á. Dưới kia có những con gì vậy? Gì thế, Dưới kia để mình đang coi dưới đây có những con gì. để mình bay lên mấy cái gốc cây cao 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 tí coi nó có cái gì chở đâu. Ấy. À, Teribot hả? Ơ hay là ở bên này nó có mấy cái con nhện blue không ta? Không biết nữa. Ơi bên này có một cái trụ boss. À cái trụ boss hồi nãy hình như là mình ấy á. Trụ boss hồi nãy là lúc mình đi á. Ờ bị giới hạn rồi nè. Cái trụ boss là cái chỗ mà mình spawn ra lúc đầu tiên đó các bạn. Cái này có cục đá cái tím nè. Đập thử coi cho nó ra mới mới Crystal. không. Hình Có như viên bên ngắm. này là không có thú mới rồi. À nhớ lấy con chó về nha. À có con cục đá bên này nó đổi màu lúc la ấy. Có Aber nữa. Cho sói nó chưa tem xong đâu bạn ơi. Không Lâu nhớ vậy? tem có 30% rồi. Rồi nó hơi lâu ha. Cấp cao mà, mát cấp mà. Mắc cáp hả? Có nó mát Ôi cấp. bạn ơi, bên này có cái hang nữa hay sao? À không phải, không phải. Mình đang đi kiếm con mới thời một tí nha. Ôi mình thấy cái gì cái cục distal màu tím này, để coi cái gì đây.
Không, đập 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 ra đó là crystal bạn ơi. Đập đập. Nó là Little tím. Ôi, Spino. Aperon Spino. Bên này là nó có cái hệ Aber đó đúng không? Đúng rồi, Mình Aperon Spino. thấy cái con nào nó cũng tên Aber hết Bạn muốn bắt Spino không? nè. Không. Ê, có cua, có cua. Ơi mình không thấy, mình không thấy bạn ở đâu hết á. Có cua 4 càng luôn. Cua kinh ráp đúng Không biết nữa, bạn không? lại cái chỗ mà 20 ở góc bản đồ á, 20. Đây mình đang ở chợ 20 luôn đây. 20 nhưng mà góc góc bên phải á, góc 90 á. Không, mình đi qua tới bên kia luôn rồi. Đi qua tới bên góc 100 luôn á. Đúng rồi, ủa sao mình không thấy bạn? Đây nè, mình đang ở gần đây nè. Đợi xíu mình thấy bạn à, bay qua. Ủa đâu? Bạn mình đứng hót. Ủa đâu rồi? Đây nè, mình đang Đây ở đây ngay cái cây đỏ 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 nè. đây 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 mình thấy bạn đây. Đúng rồi nè, cua Rồi nè. rồi 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 rồi. Nè nè nè, cua. Ờ kia nó dưới hồ kìa đúng không? Ôi Ráp kinh ráp ráp ạ. gì á. Con Kakino ạ. Ví dụ giờ mình bắn hũ nó hay là mình đúc nó ta? Dưới nước có mấy cái con gì nữa vậy? Ờ dưới nước có cái con gì nữa, không phải con cua không đâu nha. À Ủa không, hai 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 cua. bắn ngủ nó xong ấy hả ta? Ai biết, để coi thử coi. Nó Ơi. không bắn ngủ được. Thôi. Coi chừng á, nó giết cho chết á. Ui con cua này con cua kinh đáp này. Một con cấp trăm bốn Ơi lăm thì phải. Cấp trăm bốn mình lăm mới mấy đóng con được bốn cấp lăm 145 mà nó không có ấy được, cũng không có được. gì luôn. Cái này Ủa bắn nó hũ tem bằng cái gì ta? bằng thịt bạn ơi, nhưng mà hình như phải đút cho sao á, Ui đút rồi mần mát à. không biết cũng Ơi tại hình bắn như hũ ở không trong cái map này là nó bắt mình auto đút luôn hay sao á, mấy con thú xịn xịn cũng đút hết à. đó, chứ chứ giờ đút không có bắn ngủ được nè, Ờ. thấy không, bắn ngủ không vô đam, nó vô thẳng đam luôn chứ nó không có vô tô bồ. Ờ, ui tự nhiên trong cái hồ này có hai con cua xịn quá vậy. Mà một đực một cái đúng không? Đa số là một đực một cái á. Này Đúng được rồi nè. đúng rồi, Cái chứ này giờ đúng. sao nó ăn được mới là phương tiện đây nè. Thôi đi, đi đi về đi, cái đó từ từ mình khám phá đi, đi qua lấy con chó rồi đi đi Chó về chưa mình xong, test thử coi. Về ấp trứng bạn ơi. con chó chưa xong nữa, con chó mới 41% rồi. 1% mà. Thôi để đó tạm đi, đi đi đi. Đi 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 bay về ấp trứng thử coi cái con rồng này mới ngon nè, cái con rồng này như là bắn ngủ được luôn á. Con rồng này mai mốt là mình có thể sử dụng cái skill đó đấy các bạn. Bắn được nó lên tem mình luôn đó. Bắn cho nó xỉu luôn. Ủa đâu ta? Cái chỗ cái thấy không thấy? Mình mới thấy bạn à, Không, ý là thấy cái trụ để hồi sinh không á. tao nhớ được. Đâu bên này nè, nãy mình vừa thấy xong cái trụ xanh lè xanh lét. Về ấp cái trứng thử các bạn ơi. Ôi vậy là mình đã tìm kiếm được cho nó ba con rồng rồi đó, còn một con rồng nữa, con rồng ở bên má băng nữa là đủ bốn con tứ tứ hải long vương. Ok nha, tôi là Long Vương. Ủa sao mình không thấy bạn đâu ta? Bạn đâu Đây vậy? nè, đây bên cái trụ xanh 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 nè, mình đang ở trụ tay lên về nè. Thế là sao mình không thấy bạn Ờ trên hót nó map hay vậy? bị lắc vậy á. Ủa giờ mình biết đường đâu mình đi? Bạn đi lại cái chỗ tầm 10 80 thá. Ngay 10 80 á. 10-80 hả? Ừ, lại đó là thấy cái trụ màu xanh lè ở trên trời nhìn xuống là thấy luôn đó. Đúng rồi. Ok. Cái chỗ hồi nãy mà mình mới tay lên nè. Ui, ở đây có một cái cục đá gì tím 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 nè, để cái coi. Bên này hình như nó là một trụ boss luôn các bạn. Ở trong này nó cho mình khám phá xong rồi nó cho mình bắt luôn hay sao á. Ủa nãy bạn bỏ chai máu vô cho con chó chưa? Rồi, bỏ một loại máu rồi đó. Nhưng mà như nó không ăn. Tôi lâu quá Còn mấy cái con khác á, là mình bỏ máu vô xong sẽ ăn kiểu gì mình quên rồi. Nhưng mà cái loại máu đó là tem được 30% luôn á. Ờ về thôi. Ấy da, cái gì vậy? Ơi, cái con đô đô gì á. Đâu ra vậy? À con tem đi bớt. Đây. Rồi ơi, con này gì buồn cười vậy? Chỉ bớt cục hả? Ờ À, về thôi. Bên này nó có cho mình đánh cái con boss heo hay gì đây nè. Nó yêu cầu mình à. Cần thấy cái nhện cái đầu khỉ là cái đầu rồng hồi giống như ở bên cái The Island đó. cái thằng đen nha, cái thằng đen nha, Dạ thôi. Tóc thì đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi. đây ra
Chết chết luôn rồi, vãi tèo á. Ấy ấy nó vẫn hiện cái con ấy kìa, nó vẫn hiện cái con. Hai mấy đam á. Rồi đi thôi, dùng cái con kia đi, leo lên kia. Nó vẫn hiện cái con gì đó, con mình đang xem con chó gì, Nó ở đâu lận? Mấy nó mấy ngàn cây cây. á. Rồi anh em mình sẽ bay về đây Ok các bạn ơi. Về ấp trứng đi. ha. Rồi mình di chuyển về nhà đấy các bạn ơi, về nhà ấp trứng thử coi. Đố Thái biết xài cái máy ấp trứng mới. Cài bật điện lên là cài ra đúng không? Không. Đúng rồi. Nó phải setting nữa. Đúng rồi. Nó phải setting là on off nữa là nó mới nở. À. Ôi, tự nhiên giờ quay về mấy cái map bình thường này thấy nó bình thường quá. Nó không có căng Sao thẳng như có mấy cái map bên kia. Rồi chúng ta đã trở về đây rồi các con của ta ơi. Đi coi, lấy cái trứng ra cái đó. cái con Mewing này nó nuôi con Imprint giùm mình được đó, nhưng mà không biết cách để nó nuôi. Hôm bữa có cái bạn gì bạn chỉ cho nuôi gì đó mà quên rồi. Được, bỏ trứng vô đó. Bỏ cái trứng từ từ cho mình bỏ luôn. Lấy một con thôi, con này cùi cùi bỏ ra ngoài đi bạn ơi. Ấp nhiều quá không có chỗ chứa đâu, mốt cất nó vô cái kia còn tội nó nữa. Giờ sao lấy? Đó. Rồi để mình coi coi cấp 95 nè, cấp 20 dục nè. Úi. Có cái chức cấp 20 với cấp 25 vậy. Rồi được chưa? Đấy đang đấy. Rồi nó đang Đây ấp tôi á. không. Còn lại bỏ tủ lạnh đi. Bỏ tủ lạnh đi. Tủ lạnh đâu, Cái cái tủ đó lạnh là kia không bỏ trứng được, cái đó là cái tủ gì á. được mà, bỏ mắc ma trong này có mưa Được được nè. ok được 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 Bỏ đây là không u luôn, trứng không bao giờ chết luôn. Trứng không bao giờ chơi nằm gì trên trời. không nở luôn hả. Không bao giờ là trứng một bình luận luôn. Rồi nó được 81% nè. Bây giờ anh em mình sẽ đợi đi, đây review cho các bạn xem con đại đại bàng chiến hình thành nên thế. Ui con thấy nãy nhìn trong kia nhìn đen đen mà ra đây cái màu tím tím đẹp nè, Hai được cái con à. Ồ con này nó lượng tính mà. này là nó có tác dụng gì ta? Ơi, bạn giữ E vào nó có mấy cái chế độ gì vậy nè, Max Level Wheel nè. Rồi có Auto phép tu gì phát nè. Tàng hình hả? à, như là phát sáng hả? Mấy cái dưới nữa. Play director matter why. Disable. Enable. Ủa sao vậy ta? Ủa Hình như là nó ăn nấm hả? À cho nó hết nấm đi bạn. Rồi mày hết luôn. Nó ăn con gì này đó mày. Trời con ơi, này tên này nó ăn cũng lẹ chứ. con này hết con gì đâu, cho mày hết, tôi cho mày rác của tao luôn. Ô, con Đúng chim này rồi, đẹp như nè, con mắt đẹp quá. nhất nhá, Con chim đây cho tao. này có tác dụng nó kiểu như đi lượm đồ cho mình không ta? Không biết con này có tác dụng gì nữa. Cái lúc mà mình chết á thì nó có lượm đồ cho mình không ta? Ba mấy phần trăm rồi các bạn ơi, nên ấp nhanh lắm, À, cái máy này ấp khá là nhanh thôi. con này chắc kiểu đấy, để lên kiểu nó lên ánh sáng như mình đi. Ôi ơi, sao cái phòng này giờ thấy nó vô dụng quá. Là sao cái máy ấp trứng ngon hơn. Rồi mình tắt đi cái nó kêu ồn ào quá. Nóng nữa. Tốn củi tốn lửa, cháy nhà nữa mệt. Con này như là chỉ có phát sáng cho mình đi trong động thôi sao, nhưng mà nó Không đẹp biết nha. Mình thấy có mấy con là nó kiểu như chết nó đi làm đồ cho mình luôn á, là nó mang đồ mình về luôn nhưng á. con này À, nó về đẹp, đâu thì không biết. nhưng con này nó đẹp. Không bắt con Ủa hươu. Vậy bảy biết vậy bắt thêm con hươu nữa cũng được. Và cho nó làm một cái chuồng như cái gì ta? Cái chỗ mà chỗ cho trẻ em á. Cho mấy con quay này mày vô tổng rồi. mốt mốt mình làm thì mấy nhà kính đó, xong mình làm cái hệ sinh thái cây cối lớn lớn bên trong, thả mấy con này vô Quay được cho hết. cái chuồng, cho nó chồ nó bay bay vòng tròn 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 tổng đẹp hết chứ. Chơi dưỡng sinh nè. Cái gì đó, cái gì sinh sinh gì đó. Cái gì thủy sinh giờ đó, cái gì đó Nè, bên nở tay nè ba bạn vô ơi. gì đó. Đây nè, bạn chuẩn bị nha. Từ 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 để nó ấy ra cái. Bóp một con. Bóp hai con. Rồi. Bây giờ làm sao để cho nó nuôi ta, cho con kia nuôi ta. Không, cái này mình nuôi được mà. Ây da, trước rồi. Bạn Đi đi, giờ giờ dẫn ra ngoài để bạn ơi. Cho nó ăn thịt tự tử lớn à.
Hay là mình ra mình test thử không? Đi ra test thử cái con ma win đi nhé. Chứ ăn ăn thịt lớn là imprint không có là cái chỉ số nó không có được đều đâu, không có được ấy đâu. Đâu cái con Mai Window rồi? Mai Window ta ở Nó kẹt đây. rồi, nó theo bạn, nó kẹt rồi. Từ từ để mình lấy cái con này cái. Ui nó Đây chạy, con này. ui nó chạy bể cây bể cối luôn rồi. Mình thấy ghê quá vậy. À đây nè. Đây nè bạn ơi, nó có một cái gì vậy? Pick up baby nè. Đúng rồi, kéo kéo lại, kéo lại, kéo lại. Ôi. Đi cho nó đứng gần gần cái nè thì mới được. Chết rồi, cái con kia nó không đi vậy ta. Không thì giờ bay lên di chuyển lên đó. Cũng được, cũng ngon. Ui. Đâu rồi? Ủa đâu rồi? Đi sao vậy? Giỡn mà. Đây, đây rồi, giờ mình đã tìm được cái con này để nuôi được các bạn ơi. Nè, được hai con đồng luôn nè. Rồi, kia, ơi, bạn ơi, nhìn hai hai cái thúng nè. Vãi chữ. Là sẽ nuôi Vãi chữ cái nó nuôi hai cái trứng các bạn. Nè, các bạn xem nè. Các bạn xem con đồng nhỏ tí luôn nè. Nó bỏ hai cái, nó bỏ hai cái thúng xong rồi nó bỏ hai cái ụ rơm vào. Nó cho hai đồng nằm mới sống là nuôi đó. không? Là nó nuôi giùm mình rồi đúng không? Mình có cần bỏ cửa này bỏ chung nó nuôi không ta? Ơi, mình đang nài hai cái này đi Ủa, mình có cần phải mình bỏ cửa này bỏ chung nó nuôi không ta? bạn ơi. Không, nó tự nó ấy à, cãi nó đi. Mình đang tha nó đi vòng vòng mình đi phượt bạn ơi. Thấy thấy mình không? Thấy cái nào mình sải thai không ta? Các bạn xem nè, bãi tè thì. Ôi, con này nếu mà nuôi tầm chục con được không ta? Từ từ để coi coi. Bốn con được đấy à, À, bốn con hả? Bốn bốn cái thúng hả? bốn con thống bốn Quay con về được tính ra ngon nha, sau này mình up xong rồi mình dùng cái này khá là ngon ha. đấy Ok thôi à. chắc mình sẽ kết thúc tập ở đây luôn ha các bạn. Hẹn các bạn ở tập sau nha. Thì tập này anh em mình có đi khám phá ở bên một cái map mới, đó là bên cái vùng màu xanh lá cây, không biết gọi là cái cánh cửa gì nữa. Cánh cửa đó không biết gọi cái cánh cửa tên gì nữa. Thành gì cho Doraemon. Màu xanh lè, xanh lét. Đó, thì mình đã bắt được thêm hai em cái gì nè, hai em Phượng Hoàng Baby. Con mình dùng trong kia rồi. Đó và đã biết sử dụng cái em Mai Win này để nuôi hai cái con đồng nhìn nhìn nó téo vãi tèo luôn, nhìn nó nhỏ xíu luôn nè. Ôi nó cho mình coi phần trăm luôn nha. Rồi thôi, hẹn các bạn ở tập sau nha. Chúc tất cả các bạn có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ nha. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình nha. Bye bye. Và Ủa nó ẻ quá trời luôn hả? nó đang